Thưa quý vị, để bảo đảm an toàn giao thông cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 đang diễn ra tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trực chốt, phân luồng và giải quyết ùn tắc cũng như là xử lý kịp thời các tình huống gây rối xảy ra. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, ngoài việc chốt trực tại các nút giao tuyến đường chính nơi đại biểu Quốc hội đi qua, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về an toàn giao thông, đồng thời tổ chức sắp xếp phân luồng giao thông nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của các đại biểu trong thời gian diễn ra kỳ họp. Để thực hiện các kế hoạch của Công an thành phố cũng như là của Ban chỉ huy phòng cảnh sát giao thông, thì đơn vị đội cảnh sát giao thông số 2 cũng đã xây dựng được các cái phương án bố trí lực lượng để đảm bảo về an toàn giao thông, tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như là các đồng chí đại biểu Quốc hội và các cái đoàn ngoại giao tham dự vào kỳ họp và các cái hoạt động có liên quan khác. Và ngoài ra thì Ban chỉ huy đội cũng như là các đồng chí mà trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ thì cũng đã chủ động nắm bắt được tình hình và phát hiện từ xa, phòng ngừa để ngăn chặn các cái hành vi, các cái tình huống mà tụ tập tại các khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội cũng như là các nơi lưu trú của các đoàn đại biểu. Công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thực hiện tốt chế độ trực ban, trực chiến, ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo, đặc biệt quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, đề cao tinh thần cảnh giác với các đối tượng lợi dụng kỳ họp để tổ chức gây rối. Với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng thủ đô, người dân tin tưởng tình hình an toàn giao thông trong quá trình diễn ra kỳ họp sẽ được bảo đảm. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ra mắt mô hình thí điểm quận an toàn giao thông đầu tiên với nhiều nội dung chương trình đa dạng phong phú về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Quận Phú Nhuận được lựa chọn triển khai thí điểm mô hình quận an toàn giao thông đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt ra quân này, các lực lượng chức năng của quận tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, các dịp lễ, sự kiện quan trọng tại địa phương. Công an quận Phú Nhuận cùng 13 phường tăng cường tuần tra công khai, khẩn trương rà soát xác định khu vực, tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông hoặc ùn tắc giao thông để bố trí lực lượng kiểm soát, chỉ huy, điều khiển giao thông, phấn đấu kéo giảm từ 5 đến 10% trên cả 3 mặt, số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2022, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.